vườn bưởi hơn mắc cầm cố của gia đình ông Đỗ Minh Trị, quên bổn xa Băng Luân, huyện Đoàn Hùng, tang con thời kỳ Hà Hòa. Tê tăng khả năng đấu vải, ông chị tang thực hiến thú phận bổ sung cho bưởi. Ông chị chia sẻ việc thực hiến đụng tê tây tu các biến pháp kỹ thuật như lắc co, sợi xảo, tiếng nghiêng, bọn phân tây tu, phong trừ, sầu bánh hái, để hoàn chỉnh hết hỏng tưởi, thoát ủng. Trong thời điểm mùa hoa nó đang chuẩn bị nở, gia đình tôi đang cước nỉ hò mùng phơi chùa cỏ kinh nghiếm, cự mùng bào ri ro, chờ chẳng mắt áp dũng khoa học kỹ thuật, bào chăm sóc, rèn cần phơi, chẳng ản tư bại. Và chờ tham hạ các lớp tập huấn về chăm sóc cần phơi, áp dũng vào thực tế của gia đình, rồi rất thôi. Khi nào hoa nó tàn là thôi. Bởi ngày gió mưa lánh kéo dài, nên việc thu phận tốn từ khó khăn. Bơi lấp bị tranh thu bơi ngày thời tiết thuận lợi, gia đình bà Phám thì hấu ở xa Phụ Lầm cũng tàng thuê người tranh thu hết công suất tê kịp thu phận cho bươi. Việc áp dụng biến pháp thu phận cho hoa bươi ta ản gia đình bà thực kiến từ năm này. Trước cước, nếu cần bươi phát triển tứ nhiên, tỷ lệ đấu bại khoang bà mướn phân cầm mà vườn. Hàng năm là mình theo dõi, sau khi thu hoạch xong mình chăm sóc con phân rồi phun. Trước cước, hoa tư, mây, trăng cỏ, đấu bại tư, thú phận cho hoa bươi, đấu tư, thú phận hoa bươi, trăng cỏ, mây tơi hoa, người là tỉ mi cẩn thận. Cho cần đấu bại, bọn họ sẽ phải thực hiện từ kỹ thuật chăm sóc, cần khác ra như bọn phân phun thuốc, tê cần rê hoa phát triển thôi, trong mít sầu bánh cho tỉnh lúc bại chín. Món thú phận cho bươi phai vườn thảo qua tản cần, thọc bơi trung hòa rơ khoe khoản, kiện thăng rê chậm bào bơi non hòa bươi chùa. Phận hòa bươi, ản chậm trực tiếp lên non cua cần hòa bươi ngọi. Người mông bươi trừ tất sư dũng trôi lùng nho mềm mái, công việc diên hà thuấn tiến hơn. Người lao động bơi vất vả rê năng suất đấu bại cũng chẳng bị ảnh hưởng. Trong cái biện pháp mà áp dụng biện pháp kỹ thuật để tăng năng tuyên truyền hưởng dân các con áp dụng khoa học kỹ thuật vào mùng để chăm sóc phòng trị bệnh cho cần bươi như kỹ thuật tỉa nghiêng táo tàn, quản lý dịch hại tổng hợp để ngăn trừ là kỹ thuật thú phận bổ sung cho cần bươi để tăng tỷ lệ đậu bại từ cần bươi, tăng cái hiệu quả đậu quả cao. Xác định cần bươi là cần ăn bại chủ lực của quyền bền, rèn con bươi nắm vừa rồi, Ủy ban nhân dân huyện ta chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện như phòng nông nghiệp để phát triển nông thôn, chám quyền nông, chám trồng trọt để bảo vệ thực vật, tập trung tuyên truyền để hưởng dân bà con nhân dân ứng dụng biến pháp kỹ thuật mới tiến bộ nhằm cải tạo phục vụ để phát triển bền vững cho cần bươi đặc sản Đoàn Hùng, đặc biệt là khắc phục tình trạng Hà Hòa mây chẳng đấu bại khô thồm, quản lý các đội tướng sầu hái kênh cần bươi theo hướng quản lý dịch hái tổng hợp, bọn phân hữu cơ chăm sóc cho cần khoe, thăm vườn thường xuyên để phát hiện để quản lý các đội tướng dịch hái. Thì vừa qua là trạm trồng trọt bảo vệ thực vật phối kết hợp với các cơ quan của Ủy ban dân huyện. Bón họ phối hợp với các quyền bền tổ chức các lớp tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc cần bươi, thường xuyên hưởng tán các vườn bươi để hướng dẫn cho bà con cách chăm sóc, bọn phân, thú phận bổ sung, phòng trị bệnh, nhờ lớp bị cần bươi phát triển thôi cho hiệu quả kinh tế cao. Rét như hiện nay. Tê thú phận cho cần bươi, ông Đỗ Minh Trị thường lứa chón lễ phận hoa cho cần bươi chùa. Tê thú phận cho cần bươi ngọt. Theo ông chị, thời gian thú phận đạt hiếu qua nhất là vào buổi thởm để buổi thuống, hoa bươi dày tặc, chờ là cần phải tỉ mi kiến trì tê chẳng bí thọt. Thời gian thụ phấn thì nó
Thời tiết nó tầm từ Thú 7 phận giờ cho đến hoa 11 tươi giờ phải kiển sáng, chi, tỉ chiều mi từ hay mất đam bao, 1 hòa giờ đến nọ 5 giờ cũng ăn thú phận là hợp để lý nhất. bươi mất Cái đấu thời bại điểm tử. đấy là cái Đặc tính của Cần Pươi là hà hòa rằm kiểng, mây cũng có bất hổ hòa, hà hòa bổn kiểng. Tuy nhiên là cũng chẳng ảnh hưởng chỉ tiếng óc phận, tê thú phận cho Cần Pươi đường, có thê lễ hòa của Cần Pươi đường, Cần Pươi chùa, Cần Pươi sái, bơi, óc phận chẳng quyết định đặc tính của bài. Với cái diễn biến của cái thời tiết rét như hiện nay thì tranh thủ trong những ngày thời tiết có ấm tư thì cách bà tê con thú sẽ phận như thú tiến phận hành trong trèo, vườn để tiến lễ hành các hòa cái biện của pháp Cần kỹ Pươi thuật, chùa, trong thú đó là phận lưu cho ý Cần Pươi là ngọi biện pháp hoặc tụ phấn thú bổ phận sung luôn thì tăng nó hòa có của cái nạ. tác dụng là giúp cho cái tỷ lệ đậu quả. Sử dụng hòa khắc rộng là cho cần hòa thú phận, tê thú phận bổ sung. Đối với Pươi Đoàn Hùng, sử dụng phận hòa của Pươi chùa hoặc Pươi xiên. Hòa lễ phận cần chọn Pươi loại hòa mới rơ, màu sắc con thười. Tiến hành thú phận còn thời điểm hòa Pươi tàng rơ, có thể tiến hành thú phận bổ sung mỗi hoặc từ lần. Việc thú phận án thức hiến thu cần băng thầy. Đối với Pươi hòa bản có thể dùng thầy tê thú phận. Đối với nghèng rắn hay sung mắc cần lê tu dài, có phọc đầu bằng gồn son, nho hoặc tàu có mềm. Phận án lễ xe bảm vào tổng thoát, thầu cho lễ tu lưỡng phận, hay cần thực hiến thú phận cho hòa luôn. Phận hòa án chậm nhén lên Pươi bùng hòa tóc rơ, do bác chấm bơ mặn cho bé bùng ni và phùng khác, duy trì bao dấn thởm hoặc bùi thuống mách. Việc thú phận xe án lập lái tư lần để đảm bảo chẳng bo sót bại đấu tư hờn. Còn Pươi ngay rằng rạo bình thường thực hiện hà lần thú phận mùa ngày bùi thởm thảm giờ bà mườn tỉnh mươn giờ bà mườn bùi thuống mươn bổn giờ tỉnh mươn thảo giờ. Thú phận bổ sung liên tục bơ cho hòa rơ cho tỉnh bắt đầu tàn. Thầu cho thú phận bổ sung cần tích cực kiểm tra để kịp thời xử lý, nhất là đổi với hiến tướng hỗn hòa, hỗn bại chờ mưa âm tư ngày liên tiếp. Từ ngày viện rau quả hướng dẫn thụ phấn thì chúng tôi năm nào cũng áp dụng cái biện pháp thụ phấn bổ sung cho cây. Thì nó đưa cần được thú cái phận năng vào thời điểm mạng thuống mai lên cao. Để phai thú cái phận nào tư lần mà hiệu chúng quả tôi đều. Vẫn thụ phấn cái thú phận bổ sung cho Pươi là biện pháp kỹ thuật rất quan trọng quyết định tỉnh tỷ lệ đấu bại của cần Pươi. Để rất có hiệu quả đối với các vườn Pươi mùng thuần với diện tích to là tiên đề để tăng năng suất chất lượng, tăng giá trị kinh tế của bãi Pươi đặc sản. Ngoài việc thú phận bổ sung món mùng Pươi phai vế sinh bởi chùm hòa Pươi tàng đấu bại bằng cách bức tách bởi hòa ta hiểu ủa cọ sức thủ yếu hoặc bởi nghiêng hòa con thọt lái, việc này giúp cần dê đấu bại để đảm bảo chất lượng phát triển bãi. Khoang mắt hạng xe mắt cần đấu bại hay chẳng. Vào tháng 4 cho cần đính bại, chu vườn phun thuốc phân trừ sâu bệnh. Vài tuần thầu bọc bại lái tê kiểm côn trùng, rạm rạng, tên cuối tháng thảm, đầu tháng 9 thu hoạch. Nhờ áp dụng biến pháp thú phận bổ sung đến tỷ lệ cần Pươi đặc sản Đoàn Hùng, nhất là cần Pươi băng luận tỷ lệ đấu bại rất cao, đạt gần 90 phân cầm. Pươi ta lấy là hiệu quả kinh tế cao cho người dân mùng Pươi. Chi tỉnh riêng còn năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, mấy vườn Pươi của gia đình kênh quyền biển xa Băng Luân vẫn cho thu lai cao với mức thu nhập mắc cầm rằm mươn tỉnh hàn cầm chiếu tồn. Nguồn thu bơ cần Pươi ta giúp các hố mùng Pươi ơn nhìn nâng cao chất lượng cuộc sống, nhiều hố bơ thành hố có kinh tế khả gia. Cái hiệu quả thì đã chuyển biến rõ rệt, là hàng năm thì cái năng suất chất lượng hiệu quả ổn định. Trên biển rõ rệt hàng năm năng suất chất lượng ổn định. Xa Băng Luân là vùng mùng tư Pươi, bà con kinh tế phát triển tuyên truyền, bà con áp phát dụng kỹ thuật để chăm sóc cần Pươi.
Huyện Đoàn Hùng ngăn chưa có kinh 2.000 thẩu cam HA tươi, có nghi diện tích cho thu hoạch là kinh 2.000 HA. Nhờ áp dụng các biến pháp kỹ thuật nhằm phục hồi để phát triển bền vững tươi đặc sản Đoàn Hùng, năng suất sản lượng tươi tăng lên rõ rệt, đạt khoảng 24.000 tấn kênh năm. Bình quân thu nhập khoang thẩu cam chiếu tôm kênh HA đối với tươi siêu chỉ đạm, bồn cam chiếu tôm kênh HA đối với tươi băng luận. Từ hố nông dân có thu nhập cao, bơ cần tươi đặc sản này. Phong trào thầm cành chăm sóc, đầu tư vô rốn diện tích, ản các quyền bền vùng tươi, các nông hố tích cực thảm hà. Cần tươi thực sự là cần xóa tọn giam nghèo, để là châu cho tư hố dần lâu nỉ. Trong cái công tác chỉ đạo của Ủy ban xã về công tác phát triển cây bưởi, thì địa phương cũng xác định là công tác chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã về phát triển cần tươi. Địa phương xác định cần tươi là mức cần phát triển mũi nhọn trên kinh tế quốc xã Phú Lâm. Ủy ban nhân dân chỉ đạo về công tác phát triển cần tươi, tê tăng năng suất, sản lượng cho bà con nhân dân, tê phát triển kinh tế. Cho bà con nhân dân để phát triển kinh tế. Giai đoạn hạ hòa đấu bại là giai đoạn cần tươi rất mẫn cảm với điều kiện ngoái canh, đặc biệt là chế độ rác tưới, dinh dưỡng để sầu bệnh. Cùng với việc đảm bảo các điều kiện chăm sóc theo đúng kỹ thuật, cần thường xuyên thăm vườn, chủ động kiểm tra, phát hiện mật độ đối tượng sâu bệnh gây hái thởm tê, có các biến pháp phòng trừ kịp thời đúng đối tượng. Còn đơn nhì, thời tiết lánh đấm lánh hái, mưa râm tư khiến công tác thú phận vô súng của người dân tốn chẳng oanh khó khăn. Bà con tranh thu bơi ngày thời tiết thảo rằng thực khiến thú phận cho tươi, tê tươi đạt tỷ lệ đầu bại tư. Để thực khiến chăm sóc cần tươi thấu cho thú phận, tê cần tươi đạt tỷ lệ đầu bại tư hơn. Chiến trùng các loái tươi thường phong, thường cho hạ hóa tập trung còn vong mắt hàng. Tùy vào diễn biến của thời tiết, điều kiến thô nhương, chế độ chăm sóc, tán mùa vườn, mùa quân bền. Thời điểm tươi rơ hòa sẽ có sứ tranh lệch người mù, theo soi tê thực khiến việc thú phận cho hòa. Đảm bảo chăm sóc, phong trừ sâu bệnh cho cần tươi, giải đoán hạ hòa, đấu bại đủng kỹ thuật, sẽ có phần đảm bảo duy trì năng suất, mau ma ra chất lượng, tươi thường phong. Tháng 3 mùa hòa tươi, cà tất vời như bưng mạng lềnh với vời vươn hòa tươi rơ cẳng tình khồi. Vợi bơi người nông dân miết mài chăm chút cho má cần tươi quỷ. Mùa hòa tươi Đoàn Hùng tang chất chữa tự ước vóng mà mùa phú bối thủ.